Quý vị và các bạn thân mến, theo chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Bách, thì phycocyanin có khả năng loại bỏ các gốc tự do, vốn là một trong những nguyên nhân gây ung thư, đồng thời là bảo vệ cơ thể khỏi các tia UV. Như thử nghiệm in vitro và lâm sàng cho thấy là phycocyanin có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, ngăn ngừa và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, đồng thời tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể, bảo vệ chức năng gan và thận. Và trong chương trình ngày hôm nay, để tìm hiểu nhiều hơn về vấn đề này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Kha Chấn Tuyền. Trước tiên thì tôi cũng rất đồng tình với chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Đức Bách về việc ung thư có liên quan rất lớn đến các cái gốc tự do. Thì như chúng ta đã biết, phycocyanin đã được nghiên cứu rất nhiều và đã được công bố trên các cái công trình, các cái tạp chí chuyên ngành. Có khoảng hơn 5.000 công trình nghiên cứu đã công bố có liên quan giữa rất là mật thiết giữa phycocyanin và các cái căn bệnh ung thư. Cụ thể chúng ta có thể thấy được cái lợi ích sức khỏe của phycocyanin nó có tác động như thế nào đến cái ung thư thông qua cái việc bắt các cái gốc tự do, và các cái bệnh ung thư có liên quan có thể kể đến, ví dụ như là ung thư ruột kết, ung thư phổi, ung thư tuyến tụy, vân vân, và rất là nhiều các cái loại ung thư có liên quan mà các cái công bố, các công trình nghiên cứu đã công bố, nghiên cứu ở trong phòng thí nghiệm cũng như là nghiên cứu trên động vật cũng như là trên người. Lý giải vì sao mà phycocyanin nó có tác động tốt đến như vậy, thì như chúng ta biết là hợp chất phycocyanin nó có nhiều các cái đơn chất khác nhau, trong đó có một cái hợp chất nó gọi là C, ký hiệu là C phycocyanin, thì trong đó là nó rất giàu cái xylen, đó là một cái hợp chất rất là tốt cho cái việc mà bắt các cái gốc tự do mà có liên quan đến các căn bệnh ung thư. Phycocyanin phân tử diệu kỳ.